Cần Thơ ký sự 065 ha. Trước mắt các bạn là một cái wifi hiệu OLED, wifi sử dụng pin các bạn ha, rút điện thì vẫn còn chạy được ha. Đây thằng em mình nó mua gắn trên xe ô tô này. Thì mình mượn mình review nghiên cứu. Hôm trước mình đi xe thì mình đã review trên xe khách các bạn, nó có một cái thiết bị phát wifi bằng bằng sóng 4G ha, trên điện thoại ha, của Huawei. Đó là một dạng ha, còn này dạng dạng khác, dạng này con là thiết bị này người tên là OLED. Nó sử dụng này mình game vừa sạc mà vừa sử dụng pin được các bạn. Nó sử dụng cục pin nè. Pin mình nghĩ chắc pin 2S, pin này 4000. 4000, 4000 pin này là 4000 ha. 4000 thì theo cái giới thiệu của nhà sản xuất thì được khoảng 18 giờ các bạn. Duy trì được 18 giờ. Hiệu OLED các bạn ha. Đây. Giờ mình chi gặp vô thử ha. OLED bắt quạt từ 1 tới 8 mạch định nè. Thì con này thì vừa thấy trên trang giới thiệu có thể làm được router bình thường các bạn. Còn sử dụng SIM ha. Hoặc là phát cả một con router bình thường quay BPOE cấp HCP bình thường. Thì mình chia cặp vô thử bạn xem ha. Đang lấy IP ha. Tên của nó mặc định OLED A X6. Rồi nghe thấy có cái phía ở dưới có cái cục pin ha. Pin này thì mình phải tháo rời ra được ha. Tháo rời ra thì phía dưới pin này sẽ là cái khe để mà đựng sim điện thoại, sẽ khe nano sim điện thoại, sim 4G ha. Rồi một cái cổng sạc điện thoại. Hiện tại thì mình đang ghim pin vô. Mình thấy nó bán trên mạng, nó bán con này khoảng 600-700 ngàn á, thì theo chỗ bán. Rồi nếu mà không có pin kèm theo pin thì khoảng 300-400 nữa, thì khoảng đâu 1 triệu đổ lại mà. Sóng nó là 2.4 ha, sóng tần số 2.4. Để mình vô mình coi thử. Cái địa chỉ IP mặc định của nó là lớp 10.192.168.150.1 à. 150.1 ha. Đây mình chia cặp vô. Đó, mình vô được nè bạn. OLED ha, những cái thông số này, sim này như là chưa có bật 4G hay sao, chưa có cái nó internet thôi. Sim chắc ngày mình mới mở hộp ra nó ghim nó sạc thử, hiện tại chưa có gì hết ha. Sim này chắc chưa kích hoạt. Những cái thông số thì cái này mình có nói hồi có cái chữ login các bạn ha, trên góc phía trên của màn hình có chữ login ha. Bên cạnh chữ logout đó thì hồi mình cấu hình thì mình chỉ gọi với chữ login. Đây đây nó đây ha. Khá là đẹp các bạn. Nó có mấy cái xung quanh, nó có mấy cái tản nhiệt đó ha, mấy cái khe đó, tản nhiệt. Thường chạy bằng sim thì sẽ nóng. Cổng này là cổng LAN ha, cổng LAN 1G. Có thể mình ghim dây vô sử dụng cũng được ha, hoặc là mình làm con router bình thường không sử dụng sim. Làm con router phát wifi. Đây các bạn, bộ phát wifi 4G OLED AX6 Pro ha. 880K. Đó, trên trang này có cái trang này khá hay, bán mấy thiết bị phát wifi, chuyên về phát wifi nè bạn. Có cái video hướng dẫn cũng dễ hiểu. Con này thì chịu tải được 30 user, tối đa 30 user. Rồi wifi thì được một cái wifi ha, một cái SSID ha, một cái chính nè. Còn đường thì ngoài ra còn được cái phụ, cái wifi red 330 user đổ lại mà. Phù hợp chứ mình đi mình đeo mình cầm theo ha, hoặc lắp trên xe. Nhưng mà đối với mình thấy phát phát bằng sim thì nếu mà sử dụng cái 30 người thì
phù hợp để mình đọc báo và chơi là được ha, chứ lướt web thôi chứ còn xem YouTube hoặc xem phim thì trên đây cũng hơi khó ha. Cái này thì phục vụ cho cái nhu cầu truy cập web thì nó bắt hoặc đi đâu đó, mình đi đâu mình cầm theo đó, ha. Phía dưới cục pin tiêu dở ra thì nó có hai khe mà, cái nano ha, sim nano, sim 4G ha. Rồi bên đó là được sạc, cắm sạc điện thoại. Giá này là giá 880 này, như không biết bạn này bạn có cái pin chưa ha. Bây giờ mình sẽ truy cập vô bạn ha. Đó mình gặp cho cái chữ login đó, góc màn hình user admin, password admin cũng khá đơn giản mà. Lưu ha. Rồi ha, cấu hình trong cái thông số đó. Thông tin internet, hiện tại thì cái sim 4G này thì nó chưa kích hoạt á. Trạng thái nó là off thôi. Đây có cái tên sơ số điện thoại rồi các cái thông số khác. Trong cấu hình này thì nó có cái phần gọi là mình chọn cái cho phép bao nhiêu user cho truy cập cùng lúc ha. Thì nó ở đây nó khoảng 30, 30 là max. Tùy thì mình chỉnh nè, cho 2, 3, 4, 5 gì đó, max là 30. Thì đây có hai kiểu cấu hình kiểu auto á, à đều trà nhìn hơi khó à. Rồi vô đây là chỉnh bình thường giống như cái wifi á, đổi tên wifi, đặt password các kiểu, tần số thì nó chỉ có 2.2.4 ha. Cái máy mà 5 5 5.5G 5G chắc không bắt được, con này thì nó chỉ có 2.4. Cài đặt à, thì cái vô with access rồi cài đặt nhanh này. Nó có các chế độ, con này thì nó là cái mô hình triển khai nó là dạng wifi roaming và mesh, công nghệ mesh. Mesh là mấy con mesh mình hay review à. Roaming và mesh thì có một cái video nào đó mình sẽ nói về hai cái công nghệ này ha. Đây, vừa giống mà vừa khác nhau, nghĩa là mét là lập lại sóng wifi, giống như các bạn mà đi vô một cái khu khách sạn ha, của resort ha, nó có cái wifi chính, người ta đặt không đặt password ha, bạn đi vòng vòng thì tự động nó sẽ nhảy qua cái wifi khác và cùng tên thôi, đó cái kiểu đó, kiểu mét mét thì roaming, roaming thì phải ghim dây. Đây nè, chỉnh nó có cái chức năng chỉnh cái phát cái kiểu 3G 2G ha, cái chọc phá vô đây. Con này thì giá tầm dưới 1 triệu bạn, mà mắc cũng cũng cục pin nữa, pin này khoảng dưới dưới khoảng 300, một pin này riêng 300 ha, mua kèm theo. Thì thường trước mấy cái vắt wifi trên xe của Huawei thì mình nghĩ nó giống như cái ngày xưa xài cái Dacom ghim vô mấy cái cổng USB á, cái cổng 2.0 hoặc 3.0 cổng để phát. Còn sử dụng pin kiểu này thì không biết sao ha, mình chưa có để hôm nào đem về thử nghiệm gắn sim 4G vô rồi kích hoạt thử các bạn. So với Huawei thì nó rẻ hơn Huawei ha, mình thấy Huawei thấy nó nổi tiếng và nó phổ biến hơn nhiều ha. Rồi hàng video thì chỉ được khám phá một cái thiết bị thôi ha, mình có dịp sẽ làm sâu về con này, cấu hình rồi đo các kiểu.